Dạ, em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em tên Nguyễn Hồng Phúc. Nguyễn Hồng Phúc à? Phúc có năm nay nhiêu tuổi rồi em? Sinh năm 97. 97, em nguyên quán ở đâu? Quê em ở Đồng Đồng Tháp. Hiện nay em đang sinh sống tại đâu? Tháp. Sống ở nhà ở xã Hội Bình Hòa, Bình Hòa. Rồi, thuộc một Bình Dương ha. À? Rồi, hôm nay em đến đây nhờ anh em nghệ sĩ Bình Dương giúp gì đấy? Dạ, để tìm vợ cho con em. Vợ và con luôn hả? À, em cho anh hỏi là vợ em họ tên là gì? Lý Thị Diệu Nguyên. Lý Thị Diệu Nguyên. Nguyên. Vợ em năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 93. 1993. Năm nay là 30 ha. Vợ em nguyên quán ở đâu nào? Quán ở chị Trà Vinh. Ồ, hai vợ chồng em cưới nhau lâu chưa? 4 năm. 4 năm à, mình được mấy bé rồi? Dạ được một bé. Trai gái? Dạ gái. Gái à, con em là mấy tuổi rồi em? Dạ 3 tuổi mấy, Ba cái tuổi năm mấy? 2020. Em cho anh hỏi này, em có mấy vợ là có cưới có đăng ký không? Dạ có đăng ký kết hôn, có đám cưới đâu rồi. Đám cưới lớn không em? Dạ có mười mấy mâm. Ồ, mười mấy bạn ha, cũng được rồi. Cưới là cưới ở đâu em? Dạ cưới Đồng Tháp. Cưới Đồng Tháp. Rồi em cho anh hỏi này, hôm nay lý do gì mà em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để giúp tìm ai? Dạ tìm vợ thì con em chưa ngày 14 coi đang học trong trường mầm non Ngô Nắng thì vợ em lại rước đi rồi xong rồi chặn hết liên hệ với gia đình tới bây giờ không ai liên hệ được. Kìa. Dạ nhắn tin không có lời. 14 tháng mấy em? Dạ 14 chín tháng này. 14 tháng 9. Ồ, hôm nay là gọi là hơn 10 ngày rồi. Hơn 10 ngày đúng không? Mười mấy ngày rồi. Em cho anh biết là hai vợ chồng em có xảy ra mâu thuẫn gì không? Dạ không. À, không hả? Vậy là vợ em bỏ đi là đi hôm đó là trước thời điểm bỏ đi là vợ em có dấu hiệu gì không? Dạ không hả? Có cãi lộn không? Dạ đi nữa chỉ có nói họ lại xíu. Nó lại nó quay lại nói sao? Dạ đi đó thì em làm mất mấy triệu. Hả? Nhưng đó vợ em là mắc của em mười mấy triệu. À. Em mới nói áp lực về kinh tế gia đình là em lo giờ mới mất tiền nữa. Thì chỉ nói vậy thôi rồi chứ không có nói gì nữa. Em cho nhỏ này, vợ em sao mất tiền? Mất tiền của em. Vợ em làm sao mất tiền đấy? Mình Không như em hỏi. Làm sao mất tiền? Em vợ sao mất tiền? Trả tiền em muốn đưa cho vợ để sinh hoạt trên nhà nó người em thấy tiền hết rồi hỏi. Nhưng mà vợ làm mất tiền chỗ tiền đấy lâu chưa? Hay là hôm đấy em mới biết? Không đó em biết. Ờ, chứ còn mất khi nào không biết à? Vợ em làm công việc gì? Dạ ở nhà chúng con. Vợ nhà nuôi con hả? Dạ chị Rồi, thế còn em làm công việc gì nào? Em chạy gấp. Hả? Em chạy gấp. Em chạy Grab. Ờ, thu nhập được không em? Trước thì cũng được nhưng giờ đây cũng không có tới Em chẳng qua là đêm đấy mình xảy ra cái chuyện mà cãi vã với vợ đúng không? là không có cãi nên chỉ hỏi em nói gì Em cằn thôi. nhằn đúng không? Sao mà vợ quê có bỏ đi luôn à? Rồi giờ cũng không trả lời đi gọi gì sáng rồi cho cũng đi đưa con đi học bình thường rồi tới trưa thì lại trường rước con đi giao thông. Em cho nhỏ này, trước đây em chạy Grab là hàng ngày em có về thăm vợ không? Mấy ngày về một lần? Em đi ngày về mà em làm 6 giờ sáng tới 11, 12 giờ khuya thì em về. Ngày nào cũng vậy. Thế còn vợ ở nhà không, ở chơi không vậy? Em lo nuôi cho vợ nuôi con. Là em đang ở, em ăn đang đang ở Thủ Dầu Một Bình Dương này là có nhà không? Dạ em ở nhà ở xã hội, nhà thuê. Nhà thuê đúng không? Ờ, thuê hết tháng nhiều không em? Tháng 2 triệu, 2 triệu. Thế còn vợ ở nhà là em nói chung là em là người trụ cột gia đình nuôi vợ con. Trong thời gian vừa qua là mình có xảy ra mâu thuẫn yêu thương vợ không? Trong thời gian vừa qua em có yêu vợ không? Dạ. Có thương vợ không? Dạ không thương sao lo anh. Ờ. Nhưng mà vợ em có biểu hiện gì bất thường không? Bình thường trời nó em làm về không bao giờ hỏi hay nó thăm em làm vợ không chỉ như vậy. Không phải hỏi luôn hả? Vợ có nhắn tin này điện thoại nhà em có biết không? Dạ không. Em đang nghi ngờ là chuyện gì mà tại sao không phải số tiền đó mà vợ bỏ đi. Nghi ngờ là gì? Dạ em không biết sao. Em có nghi ngờ là vợ ngoại tình không? Theo em. Không đáp tái niệm, không biết. À, em không biết là tìm, nếu mà không biết thì tìm khó, biết thì tìm dễ. Không biết thì bây giờ là anh chỉ biết cái lý do là em phàn nàn cái số tiền mà vợ làm mất. Nhưng không biết là phải mất không, theo anh đang nghĩ rằng cái số 17 triệu không phải là mất. Bởi vì nếu mất một cái một khác, nhưng đây có thể là trong thời gian qua vợ em xài để lấy tiền nuôi con, mua sữa, mua đường hay là mua nhiều thứ đồ dùng của gia đình. Vì vậy đôi khi là không phải là một lần một, có thể là vợ em mua
trang trải trong nhiều tháng nhiều vừa qua thì có thể là số tiền mười mấy triệu thì nó cũng hết là bình thường thôi em ạ. Nhá, nhưng mà đôi khi mình nói chuyện nặng lời với vợ không nghe vấn đề thì hỏi là có một đỉnh nhầm thì em nhớ thì có cái đó thôi cỡ chứ em không có nhắc gì tới, không quan tâm gì tới chuyện đó. Em cũng không biết sao đi, em hỏi do sao em hỏi làm gì vậy, em nói cũng không nói. Nếu để tự dưng vợ đi thì không bao giờ có chuyện đó, anh khẳng định với em như vậy nhá. Hoặc là em có nghi ngờ là hay là cái số tiền đó vợ em cho người khác không? Không biết luôn hả? Em nhiêu tuổi rồi? 7. Em ít tuổi hơn vợ không? 97 hả? 97? 97 là ít tuổi hơn vợ à? Ồ, vợ 93. Em 97. Em ít hơn vợ 4 tuổi. Trước đây mình quen nhau lâu không? Dạ, quen 1 2 năm cưới. Ồ, gia đình có đồng ý không? Dạ, dạ, em mồ côi, gia đình em đồng ý. Gia đình mồ côi, gia đình vợ mồ côi, gia đình cũng không đồng ý đúng không? Gia đình em đồng ý. À, đồng ý hả? Đồng ý cho đám chức đám cưới. À, vậy là em cưới ở quê hay cưới ở đây? Em cưới ở Đồng Tháp. À, vậy là hai vợ chồng em sống ở Bình Dương lâu chưa? Cưới trong về Bình Dương sống hả? Dạ, em lên Bình Dương hồi năm ngoái. Mới hả? Đã, mới năm ngoái đúng không? Lên đây là 100 mấy rồi. À, còn trước hai vợ chồng em sống ở quê? Dạ. Ở quê là em và vợ là công việc gì? Ở quê, dạ cũng nhà con, em ở quê thì em lái xe dịch vụ. Lái xe dịch vụ? Sao mình không chạy xe dịch vụ cho nó? Chạy ở quê chạy dịch vụ lúc đó cũng hay dây mới, sao giờ tâm nó cũng khó khăn. À, mới giờ khó khăn ha. Em có mong muốn là kiếm được vợ về không? Em cầm tấm hình nói là sẽ em có mong muốn là kiếm vợ về không? Dạ có. Có. Em đến giờ phút này là nếu như anh em ở đây mà tìm được á, mà vợ em xài cái số tiền đó không phải mục đích cá nhân của gia đình mà vợ em xài số tiền để cho người khác, đôi khi là tình bạn hay tình yêu gì đó, thì em nghĩ sao? Dạ, em muốn đặt đó, em chỉ muốn đem con về. Bây giờ hai đứa cắp cưới hỏi đàng hoàng, chỉ tờ kết hôn đàng hoàng, có gì thì ra cầu sự, con làm với em cũng được. Anh chung cấp phải cho ba gặp con, cho ba chung cấp. Chứ bây giờ đi thì không cho liên lạc, không cho con, không em không biết con em sống làm sao. Sống nhà cái lấy đời sống nhất là và nếu như ở với người khác thành thật nó bạo lực coi em thì sao, em sợ nhất là em sợ sợ em sợ từ đó ha, chứ còn không thương nữa thì hết gì thì ta không có thẳng thắn luôn đúng không? Em hiện nay là em có sợ là vợ đang có dấu hiệu ngoại tình không? Dạ có, nhưng mà em sợ vấn đề sợ về sợ hành nhà con thôi, chứ còn vợ thì khác đúng không? Dạ, thì cái tình cảm đó cũng thôi, bây giờ này cái cuộc trò chuyện mình thì cũng không có dài đúng không, nhưng bây giờ thì cũng chưa lắm rồi đúng không? Anh em thì cũng rất còn rất nhiều công việc. Dạ. Em hãy nói một điều nào đó để cho vợ em hiểu được cái câu chuyện này, và vợ em có thể là thương em hoặc suy nghĩ lại, vợ em quay trở về cùng với gia đình, đặc biệt là với chồng. Dạ, em muốn nói vậy, em có gì cũng phải cho em trả lời em một tiếng rồi con bây giờ sống làm sao, muốn gì đó thì anh kêu qua máy lên nói chuyện, lớn lên nói chuyện cũng được, vì có được cáo được xử lý, chứ anh có lỗi làm gì cũng phải nói trên nhãn con đi, ở nhà lo lắm. Vợ có cầm theo những cái gì đi không em? Mang điện thoại đi không? Dạ điện thoại mang đi, xe chạy đi. Xe gì em? Dạ chiếc Vision. Xe mới không? À, mình đã biển số mấy em? Biển số 84B1. 84B1. Bao nhiêu nữa? Em cũng nhớ rồi. Số đuôi mấy? Không nhớ luôn à. Xe màu gì em? Xe màu trắng đỏ. Vợ em đặc điểm nhận dạng cao 1 mét mấy? Dạ, 1 mét rưỡi. Cao 1 mét rưỡi em. Cái tấm hình này em lấy đâu có? Này ở trên Facebook quá. À, trên Facebook lâu chưa em? Hình này lâu chưa? À, mới em. Anh nhìn vợ em cũng không hiền đâu. Đúng chưa? Anh đang thì nghiêm túc, anh nhìn em hiền, nhưng mà vợ không hiền. Đó, đôi khi là từ từ anh em sẽ tìm cách kiếm giúp mà vợ em quay trở về em nhé. Ở hôm nay thì ở hôm em còn thì muốn chia sẻ điều gì không? Không à. Hôm nay em về đây để nhờ anh em hiểu tiếng Bình Dương là tìm vợ và một vị trí là tìm con. Em sợ nhất là con của em không an toàn mà có thể là rơi vào tay những kẻ khác đúng không? Người ta có thể là hành hạ con em sợ điều đó. Còn nếu mà thực sự vợ em không thương yêu em nữa thì cũng phải quay trở về cùng trò chuyện hoặc là ra tòa. Đôi khi nó là một cú sốc đầu đời cho em, hoặc là đôi này một cái nỗi đau rất lớn. Nhưng hy vọng em hãy vượt qua nỗi đau này nhá. Sau cơn mưa để trời lại sáng thôi.
bình tĩnh em nhé, đàn ông mày nghị lực. Em tuổi đời còn rất trẻ, 97 năm 22 mấy à. Người ta tầm tuổi em người ta chưa có vợ đâu, 30 người chưa vợ, em mất hai mấy à nhá. Coi như là một bước ngoặt đầu đời bình thường, đó là một cái trải và kinh nghiệm nhá. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em về chương trình đi, nhờ em có đồng ý cho các anh em đây đăng tải tất cả nội dung của em lên tất cả trang mạng xã hội tìm vợ tìm con không? Đồng ý nha. Rồi cuối video này anh xin phép được thay mặt các anh em về chương trình anh chúc em cùng gia đình mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì vợ em suy nghĩ lại, ôm con quay trở về để đoàn tụ cùng gia đình, đặc biệt với em nhé. Cảm ơn anh. Rồi em xin phép chào chị gái nha. Dạ. Dạ, chị gái có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là chị gái là tên là gì và đến từ đâu? Mời chị. Mình là tên là Diễm Thúy, Phạm Thị Diễm Thúy. Dạ. Mình ở An Giang. Dạ. Hôm nay chị gái về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Tôi đến đây là nhờ là đội hiệp sĩ Bình Dương và cộng đồng mạng tìm giúp tôi thằng con trai nó theo bạn bè bỏ nhà đi. Tìm con đúng không? Dạ. Con trai nhà mình tên là gì chị? Con trai là Quỳnh Chính Bảo. Con trai nhà mình năm nay nhiều tuổi chưa? 26 tuổi rồi chú. 26 tuổi. Dạ. Bỏ nhà đi lâu chưa chị? Hồi bữa thứ bảy, chiều thứ bảy đó chú. Thứ bảy là vào ngày mấy? Dạ, ngày 23, ngày 23. Hôm nay là 28 rồi, dạ. 5 ngày rồi. Dạ. Con trai nhà mình có gia đình gì chưa? Dạ chưa. Chưa có gia đình gì ha? Dạ. Lý do gì con trai nhà mình bỏ đi? Mình sao thì ăn nhậu rồi về nhà bà nó la thôi. Mà nó bỏ bạn bè, nó bỏ nhà nó theo bạn bè nó đi vậy đó. Ai là? Cha nó là. Cha là? Dạ. Hôm đấy là lý do là con trai nhà mình đi ăn nhậu. Dạ. Con trai nhà mình có ngoan không? Lúc trước thì nó ngoan lắm. Nói gì nghe đấy à. Bây giờ nó đi chơi chào với chị... bạn rồi, tụ tập bạn rồi, nói nó không có nghe nữa. Chào chị Nguyên nha. Vậy là con trai nhà mình hiện tại cái lúc chưa bỏ đi là làm công việc gì? Dạ, đi làm công ty. Công ty ở đâu chị? Công ty ở khu E-Ship Bình Dương đó. Dạ. Dạ. Trước kia thì con trai nhà mình đã từng quen bạn gái hay là gì chưa? Dạ, thì cũng có quen bạn gái. Gia đình nhà mình được mấy người con chị? Dạ, được 3 người. Và em trai trong hình là con thứ mấy? Là con thứ 3. Con thứ 3 ha? Dạ. Trước giờ đi làm có đưa tiền cho cha mẹ không? Tiền ngoan lắm, đi làm là đem hết tiền về à. Chứ không có lấy ông bạc nào hết trơn, muốn xin tiền đổ xăng ăn sáng gì thì xin tiền mẹ cho. À, vậy là rất là ngoan. Dạ. Mang tiền về cho mẹ. Dạ. Nhưng mà tới giờ phút này là mang u sầu về cho mẹ. Đúng không ạ? Dạ. Trước kia thì mang tiền, còn bây giờ là mang nước mắt về cho mẹ rồi này. Mẹ đang ngồi mẹ khóc này. Bảo ơi, con mới đầu đi về với mẹ. Bảo ơi, nhớ con lắm Bảo. Không có còn chắc mẹ không sống nổi đâu con ơi. Thương hả? Trước cái ngày gọi là ngày 23 bỏ đi á, thì gia đình nhà mình có cự cãi gì không? Không. Nó nói là mẹ ơi con đi chở bạn gái đi vậy? Bạn đi khám bệnh, bạn đau gì đó, chở đi khám bệnh. Thì nó đi, thì nó đi, không có nói gì trơn á. Tới 10 giờ, cha nó điện về, sao chắc mày không về. Nó nói là, nó ngủ với bạn đêm. Dạ. Mai về. Dạ. Mai tới sáng, tới trưa cũng điện, nó không về. Nó không về, cái cha nó điện nữa, nó nói là nó đi về quê rồi, nó buồn nó đi về quê rồi. Nhưng mà điện về quê thì không thấy không gì hết trơn á. Vậy là mai, mà chưa biết mai của ngày nào, đúng dạ. Không? Vậy là trước lúc đấy là chỉ mới ba với lại con trai là cự cãi thôi đúng không? Thì nó đi làm về tối rồi nó đi nhậu về, ba nó sở xe cổ đó rồi ông la thôi. Ông đi chồng em hôm xe cổ đó công an không à. Ông la nó thôi. Chứ không có nói gì hết trơn á. La là thương con mới la mà đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tiếc rằng là con trai nhà mình đã lớn rồi mà không có hiểu được lòng cha, tình cha. Vậy là cái ngày đi ấy, thì con trai nhà mình có đem theo phương tiện hay quần áo, tài sản gì đi không? Quần áo chỉ bạn có một bộ màu thôi. Còn đem theo một chiếc xe quay sành.
Biển số mấy chị? Giờ không có nhớ bằng số nữa. Xe đó của ai? Rồi xe nhà thì nó đứng tên. Đứng tên chủ sở hữu ha? Dạ. Vậy trong quá trình 5 ngày trời qua thì gia đình nhà mình kiếm con trai ở nơi nào rồi chị? Thì đi kiếm giáp chợ khu dân cư, chợ nhỏ Thương Dâu gì 185 rồi cũng đi kiếm không hết trơn rồi. Từng dãy chỗ lục từng dãy chỗ luôn mà không có luôn á. Không thấy à. Bản thân chị tới giờ phút này là chị sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì? Một là sợ nó đi bị người ta gạt đi buôn bán không mà cái gì đó. Hai nữa là sợ nó nghiện ngập thôi. Bảo ơi con đi về cho mẹ đi Bảo ơi. Mình không liên lạc được với con luôn đúng không ạ? Dạ không. Mình gọi điện thì sao? Gọi điện thì không có liên lạc được. Mà lâu lâu á nghe nói là lâu lâu thì nó mở lên, nó coi nó nhắn rồi thì tắt. Coi thôi không có trả lời. Không có trả lời. Trong thời gian vừa qua thì bản thân chị là một người mẹ, đúng không ạ? Rất thương các con. Dạ. Chị có xem các video cảnh giác về tình trạng việc nhẹ lương cao chưa? Dạ không. Chưa có xem ha. Dạ. Chưa có nghe về nói về vấn đề mà được bị lừa bán qua cam ha. Dạ. Mình có nghe không? Thì có nghe vậy thôi, bởi sợ bị lừa qua bán qua cam. Với hai nữa là sợ nó bị nghiện ngập mà tí. Không, con nhà mình mà ngoan thì chắc là không có bị dính vào mấy cái đấy đâu. Nếu trường hợp con nhà mình mà dính mà thích đam mê những cái gọi là những cái chất trắng đấy thì dính lâu rồi. Nên mà mình cứ yên tâm về vấn đề đấy ha. Chỉ sợ rằng con nhà mình sẽ bị gọi là cám dỗ cũng như là bị lừa qua cao lừa, bán này kia đó. Lừa bởi các đối tượng là việc nhẹ lương cao. Một tháng 1 đến 2 ngàn đô. Chỉ sợ vậy thôi. Trên cái video này thì bản thân chị là mẹ thì chị có cái điều gì, cái tâm sự gì, nhớ thương con như thế nào thì mình nói với con trai nhà mình đi. Thì nãy hôm ngày nó đi nào nghe dán nói thì cũng buồn, giận con thì la như vậy thôi chứ trong lòng mà không muốn la con chút nào hết trơn á, tại vì muốn cho con mình nên người mình mới la thôi. Mà không ngờ con nó không hiểu, nó lại bỏ nhà nó đi như vậy đó, rất là nhớ nữa. Ở ngoài thì cười vui vui vẻ trong ruộng. Ăn không ăn, ngủ không ngủ, nhắm ngủ không ngủ nữa. Mình gọi tên con ra nói cho con về đi chị. Bảo ơi con đi về với mẹ đi Bảo. Không có con mẹ không sống nổi nữa Bảo ơi. Dẫn con mẹ không ăn không uống gì hết á. Hy vọng rằng em trai xem được cái video này thấy mẹ của em ngồi đây đang khóc rất là nhiều vì nhớ thương cũng như là lo lắng cho em, thì hy vọng em đang ở phương trời nào đó hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và trường hợp mà em có giận hờn thì ba mẹ khó khăn khúc mắc gì thì cũng cứ về nhà với lại cha với lại mẹ, bởi vì là không có ai tốt và thương em bằng gia đình. Gia đình là số 1. Ba mẹ thì dẫn thì nói ra vậy thôi chứ trong lòng rất là thương con. Tại hồi đó tới giờ con đứa nào không gì hết trơn á, không muốn đứa nào mà rời xa mình một giây một phút nào hết trơn á. Bạn thằng á, mặn á, đó giờ mặn chết chịu chứ không bao giờ mà để cho con đứa mày khổ. Thương ha. Mẹ có thể nhịn ăn nhịn uống để dành cho con ăn những đồ ngon, ăn no. Đúng không ạ? Đúng rồi. Mẹ có thể nằm chỗ ướt để dành cho con nằm chỗ khô. Dạ. Đúng không? Mẹ tình mẹ, lòng mẹ là bao la mà rộng lớn. Nhưng mà rất lấy làm tiếc rằng hiện nay một số các con vẫn chưa thể hiểu được lòng mẹ cha. Cha mẹ là thương con vô điều kiện. Chỉ có cha mẹ mới thương con vô điều kiện. Còn bên ngoài họ thương con sẽ có điều kiện, đúng không ạ? Đúng rồi chú ơi. Dạ rồi, thì cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức ha. Dạ. Để mà tìm kiếm thông tin manh mối của con trai nhà mình. Dạ. Thì chị gái cứ yên tâm nha, mình bình tĩnh, mình đừng xúc động. Chứ chị ngồi đây mà chị cứ khóc hòa như vậy thì em thật sự em cũng chịu không nổi đâu ha. Thôi thì cuối video này em nhờ cũng nhờ hiệp sĩ Bình Dương với lại cộng đồng mạng cố gắng giùm tiếp giùm
tôi tìm con tôi về. Ai có gặp nó ở đâu thì chỉ giùm tôi với số điện thoại. Bye chị quen nha. Dạ chị ơi thì chị cứ yên tâm ha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên em trai sớm quay trở về để mà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con không? Dạ đồng ý. Chị chia sẻ thông tin tìm con này có đúng với sự thật không? Dạ đúng luôn. Đúng à. Dạ. Cuối video này thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết là chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và chúc cho con trai của chị sẽ về một ngày gần nhất và an toàn khỏe mạnh nhất chị ha. Dạ. Dạ em xin phép chào chị ha. Cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Dương. Dạ. Dạ rồi thì em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn đồng hành, quan tâm, theo dõi cũng như là chung tay góp sức giúp đời giúp người cùng với lại đội hiệp sĩ Thanh Hà trong suốt quá trình thời gian vừa qua. Em hy vọng rằng cái thời gian sắp tới thì rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị cùng với đội hiệp sĩ Thanh Hải để giúp nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời hơn nữa. Và nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn tìm kiếm người thân hoặc là muốn giúp đỡ về vấn đề tài sản thì hãy liên hệ với đội hiệp sĩ Thanh Hải qua số điện thoại 0913785858. Đội hiệp sĩ Thanh Hải hỗ trợ giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cho cô chú anh chị nhé. Dạ rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Thì em cũng chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe và em xin phép chào chị gái nha. Chị gái có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chị tên là gì và đến từ đâu. Chị tên là Nguyễn Cẩm Thi, chị đến từ Nhà Bè, quận 7 Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán chị đâu? Ở Đầm Dơi, Cà Mau. Cà Mau ha. Hôm nay chị về đây nhờ anh em giúp đỡ gì đây? Hôm nay chị đến đây nhờ đội anh Hải giúp tìm đứa em á, tên Nguyễn Chí Thanh á, năm nay nó 33 tuổi mà đi 3 tháng mấy nay mà không liên lạc gì, không có về nhà chứ cũng còn liên lạc. Nhưng mà bây giờ nó ốm lắm, bây giờ kêu nó chỉ địa chỉ cho chị đến nhà nó cũng không chỉ. Nó chỉ là điện về nó mượn tiền không à. Bây giờ chị không biết nó ở đâu. Tìm em trai đúng không ạ? Em trai nhà mình tên là Lê Chí Thanh. Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Chí Thanh, em trai bỏ đi lâu chưa? Mới 3 tháng mấy. Đi, nó là đi làm, nó đi làm chứ không phải là nó bỏ đi, nhưng mà liên lạc địa chỉ nó không biết ở đâu. À. Vậy là chị ruột. Chị ruột. Ba mẹ chị đâu? Ba mẹ ở quê. Ba mẹ ở quê ha. Vậy là ba mẹ ở quê nhưng mà chị ở đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng. Nhưng mà về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Là đi tìm đúng không ạ? Dạ. Em trai mình chưa có gia đình luôn ạ? Chưa có gia đình. Ồ, trước kia là có bạn gái gì chưa? Chị ở đó thì chị không thấy nó dẫn bạn gái nào về mà cũng không thấy bạn gái luôn. À. Chị có nó dẫn bạn trai về nhà thôi, bạn nam mới về nhà có lần một tới giờ mấy năm rồi. Dạ, em trai nhà mình có ngoan không? Ngoan, nó bình thường, nó ngoan lắm, nó hiền lắm. Dạ. Vậy là em trai trước rất là hiếu thảo. Dạ, em trai trước kia đã lần nào mà như cái lần này chưa? Chưa có. Chưa có hả? Dù có khổ đi nữa, nó không bao giờ nó nhờ gia đình gửi tiền cho nó hay là mượn tiền bất cứ nơi đâu. Như lần này quá, nó đụng ai nó cũng mượn, đụng ai nó cũng mượn, mà không biết nó mượn hay là người khác nữa không biết. Là mượn tiền chị nhiều chưa? Cũng nhiều lắm rồi. Nhiều là tổng bao nhiêu chị nhớ được không? Lúc trước thì chị gửi là mấy triệu lần đây. Chị không có gửi nhiều. Nhưng mà mỗi lần thấy em á, nó điện thì chị sợ nó khổ. Chị gửi lần 200, 300 thôi, chứ không gửi nhiều. 2, 300 ngàn à. Mỗi lần nhưng điện mà liền liền chứ không có lâu lâu. Em hỏi chị này, mỗi lần mà gọi điện, em trai gọi điện, gọi là xin tiền chị á, là nói sao? Nó nói chị có tiền cho em mượn, vài trăm, vài trăm cũng mượn nữa. Có nói là mượn để làm gì không? Nó nói nó lấy hàng. Hàng gì? Không biết, khỏi nó hàng gì, nó nói hàng khô rồi, nó không muốn biết nói hàng gì. Trước kia em trai nhà mình là làm công việc gì? Ở đó nó làm bên đầu bếp, nó nấu ăn. À, làm bên đầu bếp, à, làm bên nhà hàng. Bây giờ nó nghỉ rồi. Bây giờ nó cũng vẫn là đi làm bên nhà hàng nữa. Nhưng mà chuyện nó nói thôi chứ chị cũng không biết nó làm đâu. Theo như chị chia sẻ thì em trai của chị là một người gọi là người con hiếu thảo với ba mẹ. Đúng rồi. Và một người gọi là công dân tốt. Đúng rồi, nó hiền lắm. Rất ngoan hiền. Trước giờ là chưa có một cái điểm gì xấu. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi.
Và lần này chị đang lo lắng về vấn đề gì nhất? Chị sợ như là nó bị gạt hay là nó bị người ta là giam lỏng, bất cứ cái chuyện gì chị cũng rất sợ. Chờ chị mong đội của bên anh Hải kiếm giùm cho em nó quay về nhà. Giam lỏng? Tại sao chị lại sợ đến việc giam lỏng? Tại vì bây giờ là bà ổng chị có nó, chị có gạt nó là kêu nó rước mẹ. Nào đó giờ nó không bao giờ nó bỏ mẹ cho nó, nhưng mà chị nói là mẹ lo mẹ bệnh, mẹ lo cái bệnh này muốn qua nhà em chơi, thôi em rước mẹ đi. Nó nói là để em xin nghỉ được em rước, rồi xong tới ngày là mẹ lên, nó nói là nó bận tiệc nó không rước, à, thôi chơi đi rước đi. Những cái chuyện nó làm nhiều cái là chị đấy chị thấy là nó kỳ lắm. Và là chị đang rất lo lắng, rất hoang mang. Gia đình rất lo luôn, thấy em nó ốm quá. Cái thời gian gần đây nhất này là ngày nào là em trai nhà mình xin tiền của chị? Nói chung là cứ bữa hai bữa là nó mượn chị, bữa hai bữa nó mượn à. Sáng nay cũng có nữa. Trong mấy ngày này là có liên lạc với chị không? Có, mấy ngày trước nó liên lạc bằng đêm. Mấy tháng này thì chị không thấy mặt nó, rồi bữa đó liên lạc bằng đêm, nói chị là điện cho chị chế còn tiền cho em mượn 200-300 gì đó. Cái chế nói, cái chị mới nói là bây giờ em cho chế thấy mặt đi rồi chế chuyển cho. Cái nó nhìn lâu lắm hồi nó mới cho thấy mặt. Chứ nói là nếu không thấy mặt là chứ không có chuyển. Điện thoại của chị cái gì ạ? Rồi chị nghe máy đi. Chị xin phép còn một bạn. Rồi mình cầm máy về mình ngồi chỗ đi chị, mình ngồi đi ha. Cái máy đang quay hình ấy. Ngoài vậy thôi. Vậy là cách đây khoảng bao nhiêu lâu là mình không liên lạc được với em? Cứ cũng có liên lạc nhưng mà không thấy mặt mày chứ. Người nó chỉ nhắn tin mượn tiền thôi, hết mượn người này tới mượn người kia thôi chứ. Nó ít có cho thấy mặt lắm. Tức là bản thân chị nghi ngờ rằng là mình gọi điện và nhắn tin chưa chắc phải là em của mình. Đúng rồi. Đúng ạ. Chị sợ rằng em trai nhà mình sẽ không được gặp điều gì đó bất ổn bên ngoài. Đúng rồi. Nhiều cái nó nói là trong nó nói chuyện với chị làm như nó có cái chuyện gì nó khó nói lắm. Gia đình nhà mình được mấy anh chị em? Có 4 anh em ạ. Và cái em trai này là út hay sao? Dạ út. Út à, chị thứ mấy? Chị thứ ba. Thứ ba. Ngoài mượn tiền chị ra còn mượn tiền ai trong nhà nữa không? Có, nói chung là cộng mà bất cứ là anh chị em nào nó cũng điện mượn hết. À, vậy nói chung là mượn tè le hết rồi. Đúng rồi. Gia đình nhà mình trong thời gian qua đã đi tìm em trai này ở nơi nào rồi? Chưa có đi tìm. Sao hôm thế? Nay tại vì cũng không biết tìm đâu á. Giờ hôm nay mới lên nhờ đội anh Hải á tìm giúp giùm. Lên trên này lên nhờ hiệp sĩ của Thanh Hải, chị có hy vọng tìm được em mình không? Có. Có ha. Trên cái video này thì chị có điều gì muốn nhắn gửi tới em trai mình không, mời chị? Chị mong là em thấy hình ảnh em chị quay lên như vậy, em đi về đi, em suy nghĩ đi, em quay về. Em thương mẹ đi, quay về với chị với mẹ đi, giờ có chuyện gì về đi, người cả nhà mà chẳng biết. Em như vậy chị khổ đau lòng lắm. Từ bữa chị thấy hình em rồi, chị không ngủ nghe được. Chị lo, chị khổ tâm lắm, em về đi. Không có em về với gia đình em. Giờ có gì gia đình cùng giải quyết. Rất thương, rất độ. Hy vọng rằng em trai xem được cái video này thấy một người chị lặn lội về đây để mà nhờ các anh đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương để tìm em. Thì hy vọng rằng em ở đâu đó em phải nhanh chóng quay trở về để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Tới giờ phút này thì có lẽ rằng gia đình nhà em, ba mẹ em, các anh chị em trong gia đình, mọi người đều rất là lo lắng cho em. Nên hy vọng em trai lớn rồi, ba mấy tuổi đầu rồi, mình đủ nhận thức để mà mình suy nghĩ. Nếu trường hợp em có một cái khó khăn khúc mắc gì thì em cũng phải quay trở về để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Thật sự ngay lúc này thì một người chị bây giờ đang ôm mặt, đang khóc rất nhiều vì lo lắng cho em. Dạ thưa cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, nếu cô chú anh chị có xem cái video này, có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ cũng như là tìm kiếm thông tin, khuyên em sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Chị gái còn điều nào chia sẻ nữa không hả?
em đến đây nhờ đội anh của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải với cộng đồng mạng giúp giùm em cho tìm được em về. Em rất cảm ơn rất nhiều. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em trai mình không? Đồng ý. Khi đăng tải lên nếu có vấn đề gì sai trái chị là người chịu trách nhiệm. Đúng. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Dạ, chị rồi. Cần nghe em chị về thôi. Dạ. Dạ có gì chị chấp nhận hết. Dạ. Khi chị về đây thì anh em sẽ giúp cho chị hoàn toàn miễn phí chị nhá. Không lấy tiền lấy bạc gì của chị. Chị không mất bất kể một đồng tiền nào. Hả? Chị rất cảm ơn đội của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì cuối video này em không biết nói gì hơn. Chúc cho chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận tin vui là em trai của chị sẽ quay trở về một ngày gần nhất ha. Dạ em cũng xin phép chào chị. Dạ rồi em cũng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc cho tất cả cô chú anh chị luôn thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều niềm vui cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống.